Dạ, xin mến chào đến cô chú chị em thân mến. Hôm nay là ngày 5 tây tháng 10 thì nhân dịp anh Vũ, tên gì anh Vũ? Khanh. Anh Khanh, mình tới đâu anh? Dạ, Vĩnh Long. Vĩnh Long, anh Khanh ở Vĩnh Long này đập thùng cái con ZT 140 này anh em ơi. Anh Khanh cho mình mua máy này về mình chạy về anh Khanh. Chạy mấy căn đất. Chặt đất hả? Anh Khanh thấy mình đây mình bán giá anh Khanh thấy thế nào anh? Thấy có hợp lý. Giá rẻ không? Mình cũng rẻ hơn, nó bán chút. chút mà nó lớn lớn lên chút. Nó có chút mà. Rồi anh Thanh nước thằng bốc tem luôn em ơi. Đập thùng luôn. Mở ra. Coi thùng luôn anh Thanh. Rồi dỡ lên Thanh. Anh dỡ luôn. Dỡ lên. Dỡ luôn. Mạnh lên. Đó. Nó giao rồi. Nó có sẵn cho các bạn rồi. Bỏ đây gom lên, gom lên phòng cái mình đấy, để thiếu đồ anh em. Ủa nó không có chìa khóa đâu hết à? Đây này đây, đây đang phòng nè. Chìa khóa đây. Này hồi để xe vô trời. Vừa vừa. Không có vừa bỏ. Vừa. Này nhìn ký rồi. Nó quan trăm 21 2 ký ha. Đúng rồi. Đấy nhà có. Cái nào bỏ vô xe du lịch chứ không mấy mình gỡ ra mấy gỡ bánh chấn rồi bớt. Đấy mẫu. không được bỏ vô lịch thì nó cắn nào gỡ nấy. Lấy ra cái bỏ cái ra ngăn để đẩy cái thùng á. Rồi xuống. Trời đất ơi. Rồi. Bỏ đại đi, bỏ đại. Ô cái thùng nó bỏ mẹ nó trời. Bỏ đại đi. Muốn liệu. Ừ. Bỏ xe nó hư xe nó đó. Dưới cái này mập xử lý cái này cái thùng cho nó gọn mập dỡ lên bỏ nói. Nặng mấy nặng. Ê này nhẹ mập ơi. Chơi xe thùng đây hồi gấu này đừng để xin xe. Có. Rồi, trong dùng nhớ chưa? Này canh nhất lấy trong nhất xịn nó coi. Anh ruột này qua đây mua này đi xe du lịch mấy triệu rồi nha. Mướn xe, tôi bữa nó biết chậm đã. Mướn xe qua đây mua luôn hả? Tôi mướn chắc cái xe là mướn con này rồi. À. Trời tới công chuyện luôn nè. Vĩnh Long mà không mua qua tới đây qua đây mua luôn. Thấy ông thì tốt cuộc tháng qua luôn mùa. Với lại anh em bán giá bình đúng dân, rồi. Giá rẻ anh em đó mới đến ủng hộ em chứ đúng không? Ừ, có cái với lại mình bán anh em còn có là uy tín đúng không? Đó, nói chung là vậy. Làm ăn lâu dài có bán ngàn nữa. Ừ. Con cá bô nó có số nghe cô lửa nó có số trong có anh có. Hỏi coi. Cái gì tôi không có số mà tôi rồi đâu đó. Đó. Chỗ miếng trăm vô mua ra đi. Ừ. Anh vô kênh YouTube anh xem được em nhiều lắm phải không? Xem biết nhiều quá không? Còn mấy năm thì nhưng mà giờ xem nhiều cái khu thùng này lắm rồi đó, đúng không? Biết mà. Giống cái chân luôn á. Ê, quên hả? Cốt. Lấy cái áo cái nón chơi vô đồ vô coi chụp hình làm kỷ niệm. Trời ơi, đẹp trai mà. Mình đẹp trai mà, cái gì đâu mà ngại. Nặng sao này mình lên mình về mình ấy nào kia. Chơi cái nón kết cua ta cho coi. Sáng rồi luôn coi. Chơi đồ luôn đi, áo thun mát lắm. Bỏ áo thun đó luôn đi. Rồi xin kết thúc anh em ơi. Không ơi. Nổ máy anh em ơi. Con này là con thứ hai ha. Nay làm được hai con. Con 155 với con 40. Tên ra chưa? Muốn khỏi chạy đó.
phải sướng sướng nha. Hả? Rồi ok. Rồi ngon lành ha. Rồi làm giấy đi coi. Giấy anh bảo hành cho anh đi. Bảo hành máy này anh cho anh chọn đời luôn. Rồi kết thúc anh em. Thì anh em nào có cần xài máy Kuta với TGT thì cứ liên hệ bên em ha. Bên em có bán hỗ trợ trợ góp cho anh em luôn. Rồi ok anh em. Nhưng mà anh ruột này mua tiền tươi anh em ơi. Thôi bỏ đi về nhà.